Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hơn 2 tháng giao tranh trực tiếp với lực lượng Houthi đã có tác động nặng nề đối với quân đội Mỹ. Mỹ đang chi một số tiền đáng kể để đánh chặn máy bay không người lái giá rẻ, tấn công trả đũa và đối phó khi nhóm vũ trang trên bắn hạ máy bay không người lái đắt tiền của Mỹ. Trong hầu hết các trường hợp, Mỹ phóng tên lửa phòng thủ trị giá 2 triệu USD để ngăn chặn máy bay không người lái trị giá 2.000 USD của Houthi. Cái giá phải trả khi đối đầu với Houthi cũng trở nên rõ ràng hơn khi lực lượng này không có dấu hiệu dừng lại và có thể khiến Mỹ rơi vào một cuộc xung đột kéo dài. Điều đó đang đẩy thế giới vào tình thế khó khăn. Mohamed Abasa, chuyên gia về Yemen và Trung Đông nhận định, đây sẽ là một vấn đề lâu dài, không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, Houthi đã tấn công các tàu thương mại và tàu Mỹ hàng chục lần. Hầu hết, các cuộc tấn công đều không thành công do Mỹ bắn hạ máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình chống hạm gần như hàng ngày. Nhưng Houthi đã bắt giữ một tàu vào tháng 11-2023, làm hư hỏng một tàu vào tháng 1 năm nay và đánh chìm một tàu chở hàng của Anh. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tá Bi Tị Nguyên, cho đến nay, Houthi đã tấn công 15 tàu thương mại kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng 10-2023, trong đó có 4 tàu Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mang tên Chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh Vượng, bao gồm một liên minh gồm các quốc gia đồng minh để tuần tra vùng Biển Đỏ và bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại chống Houthi. Vào tháng 1 vừa qua, Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi cùng với Anh và cả hai quốc gia đã tiếp tục nhắm vào nhóm này ở Yemen để loại bỏ năng lực quân sự của họ. Hoạt động hàng hải trên vẫn được thực hiện. Theo Lầu Năm Góc, có khoảng từ 4 đến 8 tàu của Liên minh có mặt ở Biển Đỏ trong ngày. Nhưng Mỹ là tác nhân chính tiêu diệt máy bay không người lái và tên lửa của Houthi. Khi phòng thủ, Hải quân Mỹ có thể sẽ sử dụng tên lửa đất đối khống Standard Missile 2 trị giá hơn 2 triệu USD một tên lửa. Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, Hải quân Mỹ cũng có thể sử dụng tên lửa Standard SM-6, mỗi tên lửa trị giá hơn 4 triệu USD. Tên lửa hoạt động hiệu quả vì chúng có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa trên diện rộng hơn, giúp Mỹ bảo vệ các tàu thương mại. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ thương mại quốc tế và lưu ý rằng nếu liên minh không hành động, tính mạng và tài sản sẽ gặp nguy hiểm. Theo ông Ryder, với Houthi, về lâu dài, việc tiếp tục điều này không có lợi cho họ. Robert Moret, phó đô đốc Hải quân Mỹ, đã nghỉ hưu và cựu phó giám đốc tình báo của Bộ Tham mưu Liên quân cũng đồng ý như vậy. Ông nói, lời khuyên chắc chắn của tôi dành cho tàu Hải quân là hãy sử dụng bất cứ thứ gì họ có, đừng lo lắng về chi phí. Tuy nhiên, ông Moret, hiện là giáo sư tại Đại học Syracuse, cho biết Mỹ có thể xem xét các phương tiện rẻ hơn để hạ gục máy bay không người lái như gây nhiễu điện tử. Ông lưu ý, một trong những cách tốt nhất để đối phó với máy bay không người lái giá rẻ là tiêu diệt mềm và nó liên quan đến việc gây nhiễu điện tử cùng các thiết bị khác tương tự, khá rẻ tiền. Web Rumble, một thành viên của dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu, Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Mỹ, cho biết bất kỳ sự can thiệp quân sự nào cũng sẽ tốn kém, nhưng lập luận rằng không thể tính toán tổn thất tài chính so với việc cứu mạng sống. Ông Rumble cũng cho biết sẽ đặt cược vào Mỹ thay vì Houthi trong một cuộc chiến kinh tế kéo dài. Tôi không nghĩ Houthi sẽ có thể làm phá sản nước Mỹ. Nhưng Houthi không chỉ tăng cường các cuộc tấn công theo thời gian mà còn áp dụng những khả năng mới vào cuộc chiến. Tháng trước, Houthi đã lần đầu tiên phóng một phương tiện bay không người lái dưới nước tại chiến trường Biển Đỏ. Trong tuần này, Thủ tướng Houthi là Adib Malik al-Houthi cho biết ông sẽ sớm đưa ra những bất ngờ mới trong cuộc tấn công sau khi tuyên bố sẽ tiếp tục trận chiến. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết Mỹ tấn công Houthi để ứng phó mối đe dọa từ Houthi đối với các tàu hải quân và tàu buôn của Mỹ trong khu vực. Theo hãng tin Reuters, ngày 18 tháng 2, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết Mỹ vừa tiến hành 5 cuộc tấn công tự vệ chống lại nhóm vũ trang Houthi Yemen trong ngày 5 tháng 3. Quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái UAV và một tên lửa nhằm vào tàu khu trục USS Kearny DDG-64 của nước này ở Biển Đỏ.
Theo Bộ Tư lệnh, Trung tâm của quân đội Mỹ CENTCOM, 3 UAV và một tên lửa đạn đạo chống hạm nói trên được phóng đi từ các khu vực tại Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại cho tàu khu trục USS Kearny. Sau đó, CENTCOM cho biết các lực lượng Mỹ cũng đã phá hủy 3 tên lửa chống hạm và 3 UAV tại các khu vực ở Yemen do Houthi kiểm soát. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi Yahya Sari cho biết lực lượng này đã tiến hành nhiều đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào 2 tàu khu trục của Mỹ trên Biển Đỏ. Houthi cũng tuyên bố sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu của Mỹ và Anh khi hai nước tiếp tục không kích lực lượng này. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, tại Trung Đông, Bắc Phi, Houthi cũng yêu cầu tàu, thuyền quốc tế tham gia hoạt động sửa chữa các tuyến cáp Internet ở Biển Đỏ phải xin phép lực lượng này để tránh bị tấn công. Đồng thời, bác bỏ các cáo buộc cho rằng Houthi đã phá hoại các tuyến cáp ngầm. Kể từ giữa tháng 11-2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan Israel đi qua Biển Đỏ. Houthi tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tính đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Ở phía ngược lại, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào 2 tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ trong đêm 5 tháng 3, theo giờ địa phương. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình Al-Mashira của Houthi, người phát ngôn quân sự Yahya Sari xác nhận, "Chúng tôi đã triển khai chiến dịch quân sự đầy hiệu quả nhằm mục tiêu vào 2 tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Chiến dịch này được thực hiện bằng một số tên lửa hải quân và UAV." Theo đài CNN, việc Houthi sử dụng tàu ngầm không người lái đánh dấu một chiến lược mới của nhóm này, bất chấp các cuộc không kích liên tục từ Mỹ và đồng minh. Quan chức trên khẳng định Houthi sẽ không ngần ngại mở rộng tấn công các mục tiêu thù địch để ủng hộ nhân dân Palestine ở dải Gaza, cũng như để đáp trả hành vi gây hấn của Liên quân Mỹ-Anh đối với Yemen. Theo ông Sari, Houthi sẽ không chấm dứt những cuộc tập kích cho tới khi Israel ngừng chiến dịch tấn công ở Gaza và vòng vây phong tỏa áp đặt lên nhân dân Palestine được dỡ bỏ. Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó có thủ đô Sana'a, nhóm đối đầu với liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu. Bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3-2015 nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abrabu Mansour Hadi. Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở dải Gaza bùng phát đầu tháng 10-2023. Các đợt tập kích của Houthi khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn. Mỹ và Anh đã bắt đầu tập kích các mục tiêu Houthi ở Yemen hồi tháng 1 để đáp trả, song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Đối mặt tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng, phần lớn các hãng vận tải lớn đã từ bỏ tuyến đường Biển Đỏ để chuyển sang các tuyến đường dài hơn quanh châu Phi. Điều này đã làm tăng chi phí vận chuyển, gây lo ngại về lạm phát toàn cầu và làm sụt giảm nguồn thu của Ai Cập đối với các tàu thuyền đi qua kênh Đào Suez và Biển Đỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!